Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023 hôm nay ngày 1 tháng 8, câu lạc bộ Viettel dễ lên ngôi đầu. Hôm nay ngày 1 tháng 8, diễn ra trận đấu đầu tiên vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 với cơ hội lên nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng dành cho câu lạc bộ Viettel. Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2023 đang diễn ra đầy hấp dẫn khi 4 đội gồm câu lạc bộ Hà Nội 29 điểm, câu lạc bộ Thanh Hóa 29 điểm, câu lạc bộ Công an Hà Nội 28 điểm và câu lạc bộ Viettel 28 điểm cạnh tranh quyết liệt. Ở trận đấu đầu tiên vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra lúc 19:15 hôm nay trên sân Hàng Đẩy, câu lạc bộ Viettel tiếp đón đội Bình Định. Trước đối thủ Bình Định đang có phong độ kém, vừa thua 3 trận liên tiếp lại không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch là cơ hội cho câu lạc bộ Viettel giành trọn 3 điểm. Nếu đạt mục tiêu chiến thắng, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội sẽ tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023. Các học trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đang có phong độ cao, được thể hiện qua chiến thắng 4-0 trước đội Hà Tĩnh ở vòng đấu vừa qua, vì thế được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2023. Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel với câu lạc bộ Bình Định được trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV 360. Ngày mai ngày 2 tháng 8, vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra 3 cặp đấu còn lại ở nhóm tranh vô địch giữa câu lạc bộ Nam Định với câu lạc bộ Công an Hà Nội, 18 giờ, sân Thiên Trường, trực tiếp, HTV1, FPT Play. TV 360, câu lạc bộ Hà Tĩnh gặp câu lạc bộ Thanh Hóa, 18 giờ, sân Hà Tĩnh, trực tiếp, FPT Play. TV 360, câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Hải Phòng, 19:15, sân Hàng Đẩy, trực tiếp, VTV5, FPT Play, TV 360. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24h News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.